này thiện hiện, người thuyết pháp, muốn qua phương khác, nơi an ổn, giàu có, an vui, không có tai nạn, người nghe pháp muốn đi theo người thuyết pháp, người thuyết pháp phương tiện nói thử, tùy người vì lợi muốn đi theo ta, nhưng người đến đó đâu hẳn đã vừa lòng, nên suy nghĩ cẩn thận, đừng để sau này hối hận. Người nghe Pháp sau khi nghe nói như vậy suy nghĩ, thầy này chẳng muốn để ta cùng đi, nếu như ta cố tình đi theo thì chắc gì đã được nghe Pháp. Vì sự việc này mà người nghe Pháp chẳng đi theo, cả hai không hòa hợp nên không thể dạy bào trao chuyển, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tụ tập bát nhã, ba la mật, đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện người thuyết pháp muốn qua phương khác, phải đi qua con đường hoang vu hiểm trở có nhiều nạn giặc cướp và những sự khủng bố của kẻ hung dữ, ác thú thợ săn rắn độc vân vân. Người nghe pháp muốn cùng đi theo, người thuyết pháp phương tiện nói thử, vì sao bỗng dưng ngươi muốn theo ta đến những nơi có nhiều nguy hiểm như vậy? Hãy nên suy nghĩ cẩn thận, đừng để sau này lo âu hối hận. Người nghe pháp nghe rồi suy nghĩ, thầy này chẳng muốn cho ta đi theo nếu như ta cố tình đi theo chắc gì đã được nghe Pháp. Vì nguyên nhân này mà người nghe Pháp chẳng đi theo, cả hai không hòa hợp, nên không thể dạy bảo trao truyền, nghe nhận biên chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc mà của Bồ Tát. Này thiện hiện người thuyết Pháp có nhiều thí chủ luôn luôn cùng theo kẻ cận, người nghe pháp đến thỉnh thuyết bát nhã và làm mật đa hoặc thỉnh biên chép thọ trì đọc tụng như lời dạy tu hành nhưng người thuyết pháp có nhiều việc trở ngại không rảnh để dạy bảo vì vậy người nghe pháp sanh tâm ghét hận mặc dù sau đó có được dạy bảo nhưng chẳng thèm nghe cả hai không hòa hợp nên không thể dạy bảo trao truyền nghe nhận biên chép thọ trì đọc tụng tụ tập bát nhã và làm mật đa sâu xa được nên biết đó là việc mà của bồ tát này thiện hiện có các ác ma hóa ra đủ thứ hình dạng đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, làm cho người đó đối với kinh điển tương ứng bát nhã ba la mật đà chẳng thể biên chép thọ trì đọc tụng, tụ tập tư duy hay giảng nói cho người khác được. Thế nên này thiện hiện các thiện nam tử vân vân chỗ bồ tát thừa khi biên chép vân vân bát nhã ba la mật đa sâu xa thường có những sự trở ngại nên biết đều là việc mà của bồ tát Phụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn vì sao mà ác ma hóa thành các hình tướng đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, làm cho người đó đối với kinh điển tương ưng bát nhã và làm bạt đa, chẳng thể biên chép thọ trì đọc tụng, tụ tập tư duy hay giảng nói cho người khác được. Phật dạy này thiện hiện bát nhã và làm mật đa sâu xa có khả năng sinh ra trí nhất thiết trí của chư Phật. Tất cả trí nhất thiết trí của chư Phật sinh ra là dạy của Phật lời dạy của Phật sanh ra vô lượng vô số bát nhã hữu tình. Bát nhã hữu tình chứng vô biển các phiền não đoạn. Người đã đoạn tận phiền não thì tất cả ác ma chẳng thể làm hại được. Vì tất cả ác ma chẳng làm hại được nên sanh nhiều buồn khổ. Như bị mũi tên đâm vào tim chúng, chúng nghĩ. Chớ để cho bát nhã và làm mật đa sâu xa này làm chống khuyết cảnh giới của ta. Thế nên ác ma hóa làm các hình tướng đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại làm cho người đó đối với kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đà chẳng thể biên chép thọ trì đọc tụng tu tụ tập tư duy hay giảng nói cho người khác được khi ấy thiện hiện bạch phật bạch thế tôn ác ma hóa thành các hình tướng đến chỗ bồ tát tìm cách phá hoại như thế nào phật dạy này thiện hiện có các ác ma hóa ra hình tướng sa môn đến chỗ bồ tát tìm cách phá hoại làm cho người đó chán bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa sa môn giả đó nói như vậy kinh điển vô tướng mà người tu tụ tập tụng đọc chẳng phải là chân bát nhã ba la mật đa kinh điển hữu tướng ta tu tụ tập tụng đọc là chân bát nhã ba la mật đa khi chúng nói lời như vậy có các bồ tát chưa được thọ ký mới học đại thừa trí đại thấp kém hạn hẹp nên sanh tâm nghi ngờ hoặc kém đối với kinh điển tương ứng bát nhã ba la mật đa vì nghi hoặc nên đối với bát nhã ba la mật đa sanh tâm chán bỏ vì có tâm chán bỏ nên chẳng biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa cho người khác nên biết đó là việc mà của bồ tát này thiện hiện có các ác ma hóa ra hình tướng bí xô đến chỗ bồ tát nói với bồ tát những bồ tát nào thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chỉ chứng thật tế tác quả dự lưu cho đến tác quả độc giác bồ đà, chứ không bao giờ có thể chứng đắc quả phật vô thượng vì sao phải đối với bát nhã này hoài công nhọc nhằn bồ tát nghe như vậy liền bỏ đi chẳng biên chép thọ trì đạo tụ tu tập tiêu duy, giảng nói bát nhã và làm mật đa sâu xa cho người khác, nên biết đó là việc mà của Bồ Tát. Thế nên này thiện hiện, khi biển chép, vân vân, bát nhã và làm mật đa sâu xa, có rất nhiều những việc mà Bồ Tát nên biết rõ như vậy, nên tinh tấn, tránh niệm, tránh trì, tìm cách xa lìa. Cụ thọ thiện hiện bạch phật. Bạch Thế Tôn đúng vậy, Bạch Thiện Thệ đúng vậy, khi biên chép vân vân bát nhã ba la mật đa sâu xa, có rất nhiều việc ma. Ví như Ngọc Thần Châu Đại Bảo Vô Giá, tuy có sức thủ thắng, nhưng cũng có nhiều giặc oán. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa này, tuy có phước đức thủ thắng, nhưng cũng có nhiều trở ngại. Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa, vì ít phước đức nên khi biên chép vân vân có ác ma đến làm trở ngại mặc dù có tâm ưa thích thực hiện nhưng không thành tựu được vì sao vì có người ngu si bị hoa làm mê hoặc khi các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa biên chép vân vân bát nhã bà làm mặt đa sâu xa bị kẻ đó làm trở ngại bạch thấy tôn kẻ ngu si đó hơn tuệ giang ít ỏi nên không thể nghĩ bàn pháp phật rộng lớn bao làm Chính họ không thể biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy lắng nghe giảng nói bát nhã và làm mật đa được mà còn muốn làm trở ngại sự biên chép của người khác nữa. Phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói có kẻ ngu si bị ma sai khiến chưa trồng căn lành phước tuệ ít mỏng Chờ phát nguyện rộng lớn đối với Phật, chờ được bạn lành bảo hộ chính mình đối với bát nhã và làm bật đa, không thể biên chép cho đến giảng nói được, còn làm cho các thiện nam tử mới học đại thừa, vì y trở ngại khi biên chép vân vân bát nhã và làm bật đa sâu xa. Vào thời tương lai có các thiện nam tử, thiện nữ vân vân, phức tuệ nông cạn, canh, lành, ít ỏi. Đối với công đức rộng lớn của chư Như Lai tâm chẳng ưa thích, chính mình đối với bát nhã bà la mật đà không thể biên chép thọ chỉ đọc tụng, tu tụ tập tư duy lắng nghe, hỏi giảng nói lại còn muốn làm trở ngại sự biên chép vân vân của người khác, nên biết những loại người đó bị mắc vô biên tội này thiện hiện có các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa khi biên chép vân vân bát nhã và làm mật đa sâu xa bị nhờ việc ma làm trở ngại làm cho sự biên chép chẳng được thành tựu do đó công đức không được viên mãn vì phước tuệ ít ỏi và căn lành chưa thành thục có các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thửa lục biến chép vân vân bát nhã bà la mật đa sâu xa mà không có việc ma nên biết đều nhờ vào thần lực từ bi hội niệm của chư phật vì sao vì ác ma và bè lũ của chúng tuy luôn tìm đủ mọi cách muốn phá muốn hoại diệt bát nhã bà la mật đa nhưng chư Phật Thế Tôn cũng luôn luôn phương tiện từ bi hội niệm làm cho các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa kỳ biên chép vân vân bát nhã và làm mật đa sâu xa không có các chướng ngại và được mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đà.